xin chào các anh nhé. Hôm nay thì em lại tiếp tục lên ở đây là một cái bộ dàn nhá. Vâng, bộ dàn này là bộ dàn ghép bộ giữa một con âm ly lẻ của Pioneer là con N701. Đấy, với một đôi loa đời rất là cao của Pioneer là con H151 nhá. Đấy, nhưng mà con này thì em sẽ bán bộ này em sẽ bán xả thanh lý cho các bác nhá. Đấy, con này nó về nó không có cái căng nhá. Và cái loa của nó đây. Nhìn chung là về xi trước bên ngoài thì con khá là ok. Tuy có một vài sức sát nhưng mà nói chung là còn khá ổn. Nhưng mà ở đằng sau đây này, đằng sau đây nó có một vài cái chỗ nó hơi bị ấy ra một tí nhá. Đây này, bồng chóc xi ở đây. Đấy, em bán cái này về các bác trang điểm lại nhá. Đây này, nó hơi bị ấy ra một tí này. Nhưng mà em đang test thì là thấy là không ảnh hưởng đến chất âm của nó cả, nhưng nó chỉ là hơi kém về cái hình thức một tí thôi. Thế nên về các anh có thể là mua tí mùn cưa nhá, anh chít lại, sau đó các anh chít nỗ lại, sau đó lấy cái keo lần 2 anh bơm vào nhá, cho nó xe các cái khe đi một tí là được, ok nhá. Bill là H151, công suất là 50W, trở kháng là 4 ohm nhá. Kết hợp với con âm ly là 701. Đấy. Cả bộ này em bán là 3 triệu. Đấy, bác nào mua đây cho bên em nhá. Những bộ này bình thường hàng đẹp của nó không có giá 3 triệu đâu, nó phải khoảng 5 triệu nhá. Nhưng mà thôi con này thì thế thôi, em bán 3 triệu rồi nhá. Đấy. N701 này. Âm ly đẹp luôn nhá. Âm ly chai 21. Có chỉnh bass test ở mặt máy. Mình có thể kết nối rất nhiều các đường vào khác nhau như CD, MD, tuner, tape. Này 1, này 2 để nghe nhạc nhé. Ví dụ em đang cắm cổng CD này, bây giờ em không thích em cắm cổng này 1 đi. Thì em sẽ chuyển cái input sang đường này 1 là được nhé. Loa H151 này thuộc dòng hàng cao cấp ấy nhỉ. Đây các bạn nhìn cái kẹp là các bạn biết này. Bình thường nó chỉ là cái kẹp mà ấn xong rồi đút vào. Đây là cái kẹp này, kẹp xoáy bắp chuối của nó luôn. Rất là tuyệt vời luôn nhé. Dòng cao cấp mãi về sau này mới ra. Các bác mà ai biết về con H151 ấy thì chắc chắn sẽ biết cái dòng loa này. Con này là đi kèm với các cái bộ dàn H151, là giá của nó bây giờ cả bộ của nó toàn khoảng 6 triệu, 5 triệu, 5 triệu rưỡi. Hàng đẹp nhá. Thôi con này nó về nẻ loa với cả đây có cái cục N701. Ngoài đây thì em ghép chung và em bán cho các bác với giá hữu nghị anh em giao lưu 3 triệu nhá. Đây, các bác sẽ ấn, sẽ xoay cái nút này nhá. Xoay cái nút này khi nào đèn nó nháy, khi nào đèn nó về đúng cái vị trí này một thì là về đúng cái vị trí đường vào nào thì là nó sẽ tương đương vào đấy. Ví dụ đây này, đỏ, đèn đỏ sáng ở tape là đường tape nhá, đèn đỏ sáng ở tuner là đường tuner nhá, đèn đỏ sáng đường MD là đường MD nhá. Này, còn ví dụ em cắm đường này một thì em sẽ phải vặn nút này về đúng cái nút này một này, thì nó có tiếng ra đấy. Đấy, bộ này dùng để nghe nhạc vàng nhỏ nhẹ ở trong phòng rất là hay. Chắc ai quên tình bao ngày.
chạy theo duyên mới, lỡ yêu thương người nên giờ dáng vợ đời ta. Đây là bộ Pioneer N701 và loa của nó là loa H151 nhá. Đấy, giá là 3 triệu. Đấy, bác nào mua thì liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966594581 hoặc là 0979891682 nhé. Đấy, số 81 thì là có anh Đức anh cầm đấy, anh đi hay thường xuyên di chuyển. Thì có thể đôi khi là anh sẽ không kịp nghe máy thì các bác gọi về một số nữa ở cửa hàng nhé. Bên em sẽ để một cái số ở cửa hàng cố định cho các bạn nhân viên ở cửa hàng các bạn đấy nghe và các bạn chốt đơn cho các bác nhé. Đây là số 0979891682 các anh nhé. Em xin chào các anh ạ. Vâng.